Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát Thanh và truyền hình Long An. Sau đây là một số tin tức đáng lưu ý mời quý vị cùng điểm qua trước khi theo dõi phần nội dung chi tiết. Cây chanh tiếp tục khẳng định vị thế cây trồng chủ lực của tỉnh. Cảnh giác tội phạm lợi dụng thông tin từ mã QR hoặc căn cước công dân. Tin Thế Giới, Ngân hàng Thế Giới hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2022. Sau đây là nội dung chi tiết của bản tin sáng nay. Mời quý vị bắt đầu theo dõi. Thưa quý vị, trước kỳ họp Hội đồng Nhân dân quyền lần thứ 7, nhiệm kỳ 2021-2026, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân quyền Bến Lức đã tổ chức tiếp xúc cử tri xã Thành Hòa để thông tin tình hình phát triển kinh tế xã hội của quyền 6 tháng đầu năm 2022, đồng thời ghi nhận các kiến nghị của cử tri. Tại buổi tiếp xúc, cử tri nêu ý kiến liên quan đến vấn đề việc hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở xã Thành Hòa, đặc biệt là tiêu chí về đường giao thông nông thôn, điện thắp sáng, nước sạch sinh hoạt. Đại diện Ủy ban nhân dân xã, các bang, ngành quyền đã trả lời giải đáp các ý kiến của cử tri theo thẩm quyền. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trần Văn Tươi cũng giải trình thêm một số thắc mắc của cử tri xoay quanh các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới như đầu tư cải tạo lưới điện, cung cấp nước sạch, đảm bảo nâng cao đời sống cho người dân nơi đây để cùng phát triển song hành với các xã phía nam của huyện. Đảng quỹ quân sự huyện Tân Hưng tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 623 ngày 29 tháng 10 năm 2012, nghị quyết số 513 ngày 21 tháng 9 năm 2012 của Thường vụ quân quỹ Trung ương về công tác hậu cần, công tác tài chính quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Qua 10 năm thực hiện nghị quyết số 623, nghị quyết số 513 của Thường vụ Quân quỹ Trung ương, Đảng quỹ Quân sự huyện Tân Hưng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang huyện từng bước chính quy vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Theo đó, công tác tăng gia sản xuất, chất lượng chăm sóc bảo vệ sức khỏe bộ đội, công tác xây dựng doanh trại chính quy xanh sạch đẹp được Đảng quỹ Quân sự huyện luôn quan tâm đầu tư đúng mức phát biểu tại hội nghị bí thư quyền quỹ tân hưng nguyễn thanh tiệp đề nghị đảng quỹ quân sự quyện tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện điều chỉnh kế hoạch đảm bảo hậu cần cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu sát với thực tế đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí tham nhũng trong hoạt động tài chính. Dịp này, Đảng quỹ Quân sự huyện Tân Hưng đã tặng giấy khen cho ba tập thể và năm cá nhân đã đạt thành tích tốt trong 10 năm thực hiện nghị quyết số 623, nghị quyết số 513 của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần tài chính quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Thưa quý vị, năm 2002, cây chanh bắt đầu được trồng tại huyện Bến Lức với quy mô chỉ vài chục hecta Đến nay, con số này đã trên 11.000 hecta Ngoài Bến Lức, cây chanh còn được trồng ở huyện Đức Huệ, Đức Hòa, Thủ Thừa và Thành Quá. Do cây lúa cho năng suất thấp, thu nhập eo hẹp, anh Nguyễn Văn Bế, huyện Đức Huệ chuyển sang trồng chanh tứ quý với thu nhập bình quân 100-150 triệu đồng một hecta một năm, cao gấp 2-4 lần trồng lúa. Nếu như cây lúa mất 3 tháng mới cho thu hoạch thì với cây chanh cứ 20 ngày anh bế thu hoạch một lần, nhờ đó anh có nguồn thu thường xuyên. Để hạn chế công lao động, phòng trừ dịch hại, giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật, anh bế nâng cấp chuyển từ tưới tay truyền thống sang tưới máy với thời gian nhanh hơn gấp 10 lần, vừa hữu hiệu trong việc chăm sóc cây, vừa phòng trị được bệnh phấn trắng trên chanh. Ngoài ra, anh cũng hạn chế việc sử dụng phân bón hóa học. Thay vào đó là tăng cường sử dụng phân hữu cơ, chế phẩm sinh học. Các giải pháp trên giúp anh bế tiết kiệm chi phí, tạo ra sản phẩm chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu. À, làm lúa đó, bây giờ chăm sóc lúa cực chết luôn mà 3 tháng mà có 5 ngàn mấy ký à. Còn chanh này thí dụ giờ nó có bèo lắm, bây giờ nó 3 ngàn, Nó 3 ngàn một ký mà bây giờ trong khi đó đó mà thí dụ giờ nó đang vô cổ thí dụ giờ nó đơn giản một đám này đi. Thí dụ giờ 3.000 ký mà bẻ lần cái tháng rưỡi. Thì giờ mình thấy nó cũng có nguồn thu nhập hơn lúa mà mình nhẹ chăm sóc bẻ ra trái rồi kia cũng dễ mà đâu phải nó nằm đó nó như hiện nay giờ nó cũng còn 10 ngàn ký 10 ngàn ký mà nó tấn rưỡi ra nhiều tiền này còn lúa làm sao được chung ra làm chanh này bây giờ muốn ngon nhất là về có phân gà có hữu cơ chứ không có hữu cơ là bây giờ nó nó cũng không có đạt luôn Long An hiện có gần 11.500 hecta chanh, diện tích cho trái trên 10.000 hecta tập trung ở các huyện Bến Lức, Đức Huệ, Đức Hòa, Thủ Thừa và Thạnh Quá. Từ đầu năm 2022 đến nay, sản lượng chanh thu hoạch đạt trên 99.500 tấn, tăng 15.000 tấn so với cùng kỳ năm 2021. Nếu như trước đây nông dân quyện Cần Duột thường trồng rau má xen canh với các loại rau màu khác để tăng thu nhập, thì thời gian gần đây do thị trường ưa chuộng nên nhiều hộ đã trồng chuyên canh loại rau này. Rau má dễ trồng, dễ chăm sóc, ít sâu bệnh, chi phí đầu tư ban đầu thấp, nhưng cho thu nhập quanh năm với 4.000 m2 rau má, mỗi ngày chị Quỳnh Thị Duyên thu hoạch từ 40 đến 50 kg với mức giá 20.000 đồng một kg, sau khi trừ chi phí mỗi tháng chỉ thu lãi 15 triệu đồng. Và em thấy trồng uh, dâu má thì lợi nhận thu về thì cũng uh, dạng là ổn định đó chị. Tầm trung bình mỗi ngày thì gia đình em thu hoạch uh, bán ra cho lái là khoảng uh, trên 40 kg. Thu nhập trừ uh, phân bón với uh, trả tiền uh, cho người uh, mướn người lựa đó chị. Thì khoảng cũng thu về gần cả triệu. Trung bình một tháng thì thu nhập trên 15 triệu so với các mô hình kinh tế khác, rau má cho thu nhập cao, ít rủi ro. Để tạo được uy tín trên thị trường, chị Duyên áp dụng quy trình sản xuất an toàn, đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng. Hướng tới thì ở hội nông dân xã thì cũng tính làm dự kiến là cũng kiến nghị về trên trên phòng nông nghiệp quyền sau này hỗ trợ cho cái hệ thống phun tự động để tạo cho thuận lợi cho cho gia đình để mình phát triển nó, nó, nó tốt hơn. Không chỉ gia đình chị Duyên mà rau má đã trở thành cây trồng mang lại nguồn thu nhập chính, góp phần cải thiện kinh tế gia đình cho nhiều hộ dân ở Cần Duột. Thưa quý vị, từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 6, Trung tâm Y tế quyền Tân Thạnh đã tổ chức tiêm vaccine mũi 4, vaccine phòng COVID-19 cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch và người dân trên địa bàn quyền. Theo đó, trong đợt này, huyện tiêm gần 4.000 điều vaccine mũi 4 phòng Covid-19 cho lực lượng nói trên. Nhờ hiểu được tầm quan trọng của việc tiêm vaccine nên các trường hợp thuộc diện tiêm trong đợt này đã đến để được tiêm vaccine. Đến nay, huyện Tân Thạnh đã tiêm vaccine cho người đủ 18 tuổi trở lên đạt 100%, với trên 58.000 mũi. Tiêm cho trẻ em từ 12 đến 17, mũi 2 đạt gần 99%, trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, mũi 2 đạt trên 37%. Thời gian tới, huyện tiếp tục tổ chức tiêm mũi 4 cho các đối tượng ưu tiên và người dân trên địa bàn, tùy vào số lượng vaccine được phân bổ. Mới đây, Bộ Y tế đề xuất quy định V2K, tức là vaccine, khẩu trang và khử khuẩn, trong phòng chống dịch COVID-19 thay cho thông điệp 5K như trước đây. Tuy nhiên, thực tế thì việc triển khai V2K có được đảm bảo đúng như khẩu hiệu. Mời quý vị cùng theo dõi phản ánh sau. Có rất nhiều lý do để người dân lựa chọn không đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng, như đã tiêm vaccine, đã mắc Covid-19, hay vì quá nắng nóng nên đã bỏ ra cho thoáng mát. Với chị Đỗ Thu Thủy, quận Long Biên thì quy định về khẩu trang khử khuẩn không còn phù hợp trong tình hình hiện nay. Thực ra mình uh, đã tiêm 4 mũi và cũng đã bị Covid rồi, nên mình nghĩ là nó cũng, nó cũng an toàn. Đấy. Thế là mình uh và ngồi ở đây thì nóng quá không đeo. Nhắc nhở bà con nên đeo, ví dụ vào bệnh viện người ta bắt đeo luôn. À, để cứ khuyến cáo bà con nên đi ra đường nên đeo khẩu trang thì tốt hơn. Chứ còn giờ, giờ bắt buộc thì cũng cũng được thôi nhưng mà mùa hè thôi cứ bí của nó vaccine, khẩu trang, khử khuẩn đang được thực hiện nghiêm tại các cơ sở y tế để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 và phòng chống các bệnh truyền nhiễm khác. Tuy nhiên, tại nơi công cộng, trụ sở các cơ quan đơn vị thì việc chấp hành đang phụ thuộc vào thói quen của mọi cá nhân. Vì vậy, trong tình hình hiện nay, việc thay đổi phương án dự phòng COVID-19 từ 5K sang V2K cũng nhận được sự ủng hộ từ phía chính quyền và người dân. À, quy định về V2K thì chúng tôi thấy là trước tiên là với quy định đấy là quy định về vaccine, về à, khẩu trang và về khử khuẩn. Thì cái này cũng là hết sức là linh hoạt và đáp ứng được cái yêu cầu của chính phủ đề ra đó là vừa phát triển kinh tế và vừa phòng chống dịch. Thế thì tôi cho rằng là việc thực hiện cái đề xuất V2K này của y tế là hết sức phù hợp trong tình hình hiện nay. Bộ Y tế đã đề xuất V2K nghĩa là vaccine, khẩu trang, khử khuẩn và đã lấy ý kiến các thành viên tiểu ban truyền thông ban chỉ đạo quốc gia và đã được trình ban chỉ đạo thủ tướng và đặc biệt là tuy nhiên thì trong cái dự thảo thì bộ bộ y tế cũng nêu rõ là thông điểm 5K sẽ vẫn được sử dụng nếu xuất hiện những biến chủng mới nguy hiểm hơn gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và ảnh hưởng đến đời sống kinh tế xã hội trong bối cảnh hiện nay V2K trở thành quy định bắt buộc hay chỉ là khuyến cáo cũng cần xem xét một cách thấu đáo để vừa đảm bảo phục hồi phát triển kinh tế và phòng chống dịch trong tình hình mới. Thưa quý vị, dư luận xã hội đang rất quan tâm tới việc tăng học phí vào đầu năm học tới để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, kiểm soát lạm phát, thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản đề nghị các đơn vị địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện đúng quy định đối với các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2022-2023. Cụ thể, đối với giá dịch vụ giáo dục đào tạo, bao gồm học phí và các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục đào tạo, các bộ, ngành, quỹ ban nhân dân, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 81-2021 của Chính phủ, xây dựng mức học phí và lộ trình tăng học phí phù hợp để chia sẻ khó khăn với phụ huynh học sinh các đơn vị cần có chính sách hỗ trợ, miễn giảm, giãn thời gian đóng học phí và các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục đào tạo, hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, dùng sâu, dùng xa, miền núi, hải đảo, để các em có đủ sách giáo khoa đến trường trước vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tiền với thủ đoạn giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện thông báo đóng băng tài khoản đã xảy ra trên địa bàn thành phố hà nội công an thành phố phát đi khuyến cáo người dân khi nhận được cuộc gọi tin nhắn nghi vấn hoặc không rõ ràng cần kiểm tra xác thực như gọi đến tổng đài chăm sóc khách hàng của ngân hàng hoặc liên hệ với cơ quan công an nơi gần nhất để tránh bị các đối tượng tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản Người dân tuyệt đối không chuyển tiền, đưa tiền mặt cũng như là cung cấp thông tin cá nhân cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào có biểu hiện nghi ngờ cũng như có dấu hiệu lừa đảo. Hiện nay, tội phạm công nghệ cao dựa vào mã QR hoặc thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử có thể biết rõ thông tin cá nhân của công dân, trong khi người dân lại không biết mình bị lợi dụng. Ngân hàng Thế giới đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm nay thêm 1,2 điểm phần trăm xuống còn 2,9%. Đồng thời cảnh báo nguy cơ nhiều quốc gia có thể rơi vào tình trạng suy si thoái nghiêm trọng. Trong báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu mới nhất, Ngân hàng Thế giới nhận định kinh tế thế giới có thể trải qua giai đoạn giảm tốc mạnh nhất sau khi phục hồi tăng trưởng 5,7% trong năm ngoái. Sự giảm tốc này diễn ra trong bối cảnh hoạt động kinh tế bị chao đảo bởi cuộc khủng hoảng ở Ukraine khiến giá cả hàng hóa tăng giọt, dẫn đến nguy cơ kinh tế toàn cầu có thể bước vào giai đoạn tăng trưởng yếu kéo dài. Điều này có thể làm tăng nguy cơ lạm phát đình trệ, cùng nhiều hậu quả với các nền kinh tế có mức thu nhập trung bình và thấp. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị chính phủ đưa ra những quy định ngân sách mới vào tháng 7 tới nhằm thúc đẩy tăng trưởng và bảo vệ nền kinh tế khỏi tình trạng suy si thoái Tổng thống Putin nêu rõ, các cơ quan chức năng đã bắt đầu xem xét ngân sách liên bang cho 3 năm tới. Ông nhấn mạnh, vấn đề cơ bản hiện nay là phải xây dựng được quy định ngân sách nhằm không những đảm bảo ổn định tài chính công mà còn phải góp phần đưa kinh tế Nga tăng trưởng. Tổng thống Putin không cho biết chi tiết về quy định mới, nhưng khẳng định quy định có thể nới lỏng hơn để cho phép có thêm ngân quỹ khôi phục hoạt động kinh tế. Bên cạnh đó, Ông cũng nhấn mạnh điểm sáng trong thị trường lao động ở Nga. Theo đó, trong tháng 4, tỷ lệ thất nghiệp ở Nga đã xuống mức thấp nhất trong lịch sử và tiếp tục giảm trong tháng 5. Trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh trong Mỹ lần thứ 9 diễn ra tại thành phố Los Angeles, Mỹ, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã công bố các cam kết trị giá 1,9 tỷ đô la Mỹ về việc tạo việc làm trong khối doanh nghiệp tư nhân nhằm giảm số người di cư từ Trung Mỹ qua Mexico để tới Mỹ. Phó Tổng thống Harris cho biết, khoản cam kết từ các công ty như Visa hay Gap đạt tổng cộng 1,9 tỷ đô la Mỹ và sẽ được bổ sung vào quỹ hỗ trợ 1,2 tỷ đô la Mỹ được Nhà Trắng công bố từ năm ngoái nhằm tạo cơ hội việc làm tại các nước nghèo như El Salvador, Guatemala và Honduras. Theo các tổ chức quốc tế, Mỗi năm, có hàng trăm nghìn người di cư từ các nước Trung Mỹ vượt qua Mexico để tìm đường tới Mỹ trong hành trình dài và nguy hiểm. Tạo việc làm mang lại thu nhập ổn định cho người lao động, được xem là chìa khóa để giải quyết tận gốc rễ nạn di cư bất hợp pháp tại khu vực này. Phát biểu trước phiên điều trần của Quỹ ban Tài chính Thượng diện mới đây, Bộ trưởng Janet Yellen cho rằng Mỹ đang đứng trước những thách thức về kinh tế dĩ mô, bao gồm mức lạm phát kỷ lục bên cạnh những khó khăn như đại dịch COVID-19, gián đoạn chuỗi cung ứng và xáo trộn do khủng hoảng tại Ukraine. Trước tình trạng giá cả tăng cao nhất trong 40 năm qua, bà Yellen cho rằng giảm lạm phát nên là ưu tiên số 1 hiện nay. Theo đó, cần phải có một lập trường ngân sách phù hợp để hỗ trợ chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ Liên bang. Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng cho rằng đề xuất ngân sách tài khoá 2023 của Tổng thống Joe Biden đã gợi ý những sách lực đầu tư thông minh, có trách nhiệm về tài chính, giúp cắt giảm thâm hụt và giữ gánh nặng kinh tế Mỹ ở mức thấp. Bên cạnh đó, bà hy vọng Quốc hội Mỹ sẽ đặt trọng tâm thúc đẩy một thỏa thuận cải cách thuế toàn cầu. Phần tin thế giới giờ rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát Thanh và truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.